giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho 656 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nhìn chung các dự án đều được các ngành, các địa phương triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm. Có một số dự án gặp vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 69/2009. Bên cạnh đó còn những hạn chế trong công tác quản lý đất đai cần phải khắc phục. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở có lúc có nơi chưa sâu sát, chưa toàn diện, chưa coi trọng đúng mức công tác vận động quần chúng, do đó chưa tạo được sự đồng thuận của người dân. Những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, hiệu quả đầu tư các công trình dự án và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Nói về mục đích, ý nghĩa của buổi tọa đàm, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh. Hôm nay chúng ta ngồi đây sẽ trao đổi về những cái nội dung mà hiện nay công tác giải phóng mặt bằng một số nơi thì còn vướng mắc rất nhiều, người dân rất nhiều ý kiến, đơn thư cũng có. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao tìm ra được một cái giải pháp nào tốt nhất đối với cái chức năng nhiệm vụ của chúng ta, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, minh bạch, công khai tất cả những vấn đề liên quan đến các cái dự án ở trên địa bàn. Cái công tác giải phóng mặt bằng này dù là dự án của tỉnh hay của huyện, thậm chí là những công trình trên địa bàn của xã, nhưng mà nếu không được sự đồng thuận của nhân dân ấy, chúng ta cũng không thể triển khai được. Do vậy, chúng ta phải xác định là phải tạo ra được cái sự đồng thuận rất cao của người dân. Tại buổi tọa đàm, ý kiến của các đại biểu tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: những khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, kinh nghiệm trong vận động tuyên truyền người dân ở một số địa phương và những kiến nghị đề xuất về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc tạo sinh kế sau thu hồi đất cho người dân. Xã Xuân Quan, đợt này thì chúng tôi cũng đang tập trung cùng với thị trấn Văn Giang, xã Thắng Lợi đang triển khai cái dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái Xuân Cầu, cũng khoảng 200 ha. Xã Xuân Quan là một cái xã mà tiếp giáp với 4 xã của huyện Gia Lâm, Hà Nội. Do vậy mà cái mức chênh lệch nó lại càng lớn, và đến bây giờ giá trị đất trên Văn Giang so với các xã thị trấn trong toàn tỉnh thì là một trong những địa phương cũng tương đối cao. Do vậy mà cái công tác vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng cũng rất là khó. Cửu Cao là một trong 3 xã trong cùng dự án đấy các bác. Thế và về cái những về đất dịch vụ của chúng tôi thì cũng đã được thực hiện từ năm 2012 là có thông báo thu đất, đến bây giờ là gần 10 năm. Thế và cái khó khăn vướng mắt của chúng tôi là còn 46 hộ là chưa đồng thuận với dự án. Khi mà chúng tôi giải ngân kinh phí bồi thường hỗ trợ thì có những 5 hộ đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất. Chúng tôi đã có nhiều văn bản đề nghị sớm giải quyết khiếu nại lần hai, bởi vì là đất dịch vụ chúng tôi đã thu nhưng mà đã xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện tại bây giờ cả năm 2021 là chưa tiếp tục thực hiện việc thi công. Bản chất của giải phóng mặt bằng là chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ đất này sang đất khác. Ví dụ đất nông nghiệp sang đất đô thị hoặc đất công nghiệp. Thế thì ở Văn Nông thì có cái việc là diện tích đất thì có mấy sào, nhưng có thể là trong 10 năm thu làm 4 lần. Vậy ở mức giá là khác nhau. Có nghĩa là người dân cái sự so sánh giá nó ở nhiều nguyên nhân. Họ so với trước đây có thể có thời kỳ chỉ 7 triệu sào, 11 triệu sào. Thế rồi đến bây giờ thì nó khác hẳn. So sánh giá ở đây không phải chỉ là như thế mà nó còn giữa các cái dự án rời lẻ khác nhau. Rồi so sánh giữa chế độ chính sách thời kỳ này với thời kỳ khác, rồi ranh giới giữa hai tỉnh, vì đó ở giáp với Bắc Ninh, giáp với Hà Nội, rất nhiều cái khó khăn. Hiện tại thì theo điều 73 của luật đất đai thì chúng ta có hai cái cơ chế là cơ chế thỏa thuận và cái cơ chế mà thu hồi đất. Thì cái việc này nó làm khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Thì dân người ta so sánh giữa là dự án chuyển nhượng và những cái dự án mà mang tính đền bù nhà nước thu hồi đất. Nội dung thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm lấy đất ở của người ta, chúng ta phải thực hiện tái định cư trước, nhưng chúng ta lại không thực hiện đồng bộ. Công tác khiếu kiện kéo dài, thật ra như thế nó kéo dài dự án thêm vài tháng là cái chuyện bình thường. Quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng để tiếp nhận các dự án đầu tư vào địa bàn, mặc dù gặp nhiều khó khăn vướng mắc, song với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác dân vận, nhiều địa phương đã tạo được sự đồng thuận,
cao của người dân. Trong năm 2021, xã Tân Quang đón một cái dự án rất là lớn từ trước đến nay, đó là dự án khu đô thị Đại An, diện tích trên 130 ha ở 5 thôn của 938 hộ dân. Trước cái tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Sau khi nghị quyết chuyên đề ra, các ngành đoàn thể cả hệ thống chính trị tập vào cuộc triển khai thực hiện và thành lập cái ban tuyên truyền vận động với tinh thần là đi từ ngõ gõ từng nhà, mưa dầm thấm nhau đến các hộ gia đình, và đến bây giờ cái dự án khu đô thị Đại An cơ bản hoàn thành, cũng rất là phấn khởi. Đối với cái tuyến đường DT387 của chúng tôi là hơn 100 hộ. Mới đầu cả một thôn ở Phú Sơn, nghĩa là họ không đồng ý với cái giá của ủy ban tỉnh đưa ra. Cái giá thị trường nó rơi vào tầm 35-40 triệu một mét. Nhưng giá hỗ trợ của tỉnh ở đó nó chỉ được 2 triệu rưỡi một mét vuông. Chúng tôi phân công rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, với phương châm gõ từng nhà, vận động từng bước, kiên trì thuyết phục, chia nhóm đối tượng để có hình thức vận động phù hợp, đồng thời nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Cứ như vậy, trong năm 2020, chúng ta đã hoàn thành 100% các hộ nhận tiền. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, nghĩa dân được Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái cụm công nghiệp nghĩa dân Phạm Ngũ Lão là tổng số 65 hecta. Đầu tiên là một số hộ dân là cũng không đồng thuận cao, là do giá cả, do cái nhu cầu từ cái thị trường. Sau đó chúng tôi triển khai đến về đến các đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời trưởng thôn và các ngành đoàn thể công khai quy hoạch đến các hộ dân, thì cho đến bây giờ về cơ bản là nhân dân cũng đồng tình ủng hộ rất cao. Tại năm 2018, đối với địa phương xã Nghi Hiệp đã thực hiện công tác giải phóng cho cái dự án phố Núi Ao, 5 hộ chưa chấp hành cũng được là sự tuyên truyền vận động của các ngành đoàn thể, 5 trên 419 hộ đã nhận cái tiền đền bù. Ngay từ đầu triển khai dự án đô thị sinh thái The Dream City, tôi cùng chi ủy tổ chức họp ban công các mặt trận, mở rộng đến ban chấp hành các đoàn thể trong thôn, lấy chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân và chi hội phụ nữ làm nòng cốt để tuyên truyền vận động. Từ đó từng bước tháo gỡ các ý kiến thắc mắc và các vấn đề chưa thông trong hội nghị họp dân. Tính đến tháng 2 năm 2020, toàn thôn đã có trên 400 hộ gia đình nhận tiền đất và đạt tỷ lệ là 98%. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng ở cơ sở, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công trình trên địa bàn tỉnh. Đề nghị là các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp mà thu gom cái toàn bộ cái diện tích mà của nhân dân trước khi thực hiện dự án. Cái cũng sẽ tạo công an việc làm cho những cái hộ mà thu hồi đất trên dự án. Còn cái việc nữa là hộ gia đình mà có dự án mà mất 100% diện tích thì đề nghị là hỗ trợ một phần cái diện tích để tái định cư sản xuất hoặc kinh doanh. Tôi cũng xin đề xuất về mặt chế tài xử lý, tôi đơn cử như thế này. Ví dụ như là một doanh nghiệp thuộc nhà nước thu hồi và một doanh nghiệp chuyển nhượng thì nó gặp khó khăn ở đây là gì? Các phương án nhà nước thu hồi thì theo ủy ban tỉnh quy định rồi, nếu không chấp hành là cưỡng chế. Nhưng với doanh nghiệp đơn lẻ hiện nay gặp muôn vàn khó khăn, người ta giao dịch dân sự theo quy định của luật hành chính thì người ta không thông qua chính quyền. Này chỉ có ngành chức năng vào cuộc xử lý thật nghiêm thì công tác giải phóng mặt bằng toàn tỉnh sẽ thuận lợi. Tôi có một vài những cái kiến nghị. Thứ nhất là cái đơn giá về mồ mả chúng ta đang hơi thấp, vấn đề di chuyển mà đền bù giải phóng bằng và mồ mả bao giờ cũng đã phức tạp rồi. Sắp tới cũng đề nghị tỉnh là sẽ điều chỉnh cái đơn giá này. Nội dung thứ hai nữa là chúng ta phải công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, chỗ người dân dễ nhìn nhất, để người dân biết được là cái nào là quy hoạch của đất sản xuất kinh doanh, cái nào là quy hoạch của đất thương mại, cái nào là nông nghiệp. Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cảm ơn các ý kiến quý báu tâm huyết của các đại biểu, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng và hệ thống dân vận các cấp tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 15, đưa dân vận, mặt trận, các đoàn thể vào ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng để xác định rõ trách nhiệm từng thành viên. Tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, công khai minh bạch mọi cơ chế chính sách, đặc biệt là việc đối thoại trực tiếp với người dân để kịp thời tháo gỡ các khó khăn.
Quan điểm các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì đều nói rằng là phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên ấy là để xây dựng tỉnh chúng ta phát triển rất là mạnh. Đời sống người dân thì phải nâng cao, chính sách an sinh xã hội được tốt hơn. Cái chỉ thị 10 năm này là một cái xương sống để hệ thống dân vận của chúng ta triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Tôi cũng đề nghị các đồng chí là tạo cái sự đồng thuận và đối thoại trực tiếp với người dân là biện pháp tốt nhất. Đưa thành viên là dân vận vào mặt trận, các đoàn thể vào trong thành viên của ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của các huyện để xác định rõ cái trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Những ý kiến trao đổi chia sẻ của lãnh đạo các ban sở ngành chức năng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn và cán bộ hội viên, những người dân tiêu biểu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng là những ý kiến quý báu đúc kết từ thực tế ở các cơ sở. Qua đó nhằm giúp cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị địa phương có thêm những kinh nghiệm cách làm hay trong tuyên truyền vận động để nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiều công trình dự án trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.